vụ đấu giá đất Thủ Thiêm có xử lý hình sự hay không? Sắp phúc thẩm vụ Lê Chí Thành chống người thi hành công vụ. Một cửa hàng xăng bị phạt 15 triệu đồng vì găm hàng. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nóng Hôm Nay của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One XT Hương Chanh Muối. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, ngày 17 tháng 3, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm Tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều ngày 16 tháng 3, các đại biểu đặt câu hỏi có xử lý hình sự được hành vi thổi giá đất liên quan tới vụ đấu giá đất Thủ Thiêm thành phố Hồ Chí Minh hay không. Trả lời, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng kiềm giá cũng nguy hiểm như đẩy giá đất. Đẩy giá tạo giá ảo làm biến động thị trường, rút tiền ngân hàng, làm tăng đầu vào kinh tế. Do đó phải có chế tài mạnh mẽ cả về mặt kinh tế lẫn hình sự để chấn chỉnh hiện tượng này. Trong đó tôi cho rằng giải pháp kinh tế là quan trọng, Bộ trưởng Hà nói. Ông lấy ví dụ, việc thẩm định hồ sơ đấu giá đất hiện nay có 15 ngày giống như các hồ sơ đấu giá các loại tài sản khác là không phù hợp, vì đây liên quan tới loại tài nguyên đất đai, rất có giá trị, liên quan tới chính sách phát triển kinh tế xã hội. Nhà nước cần có các biện pháp chặt chẽ hơn như khâu thẩm định hồ sơ phải có sự tham gia của ngân hàng, thẩm định về năng lực tài chính. Theo dự kiến ngày 31 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên phúc thẩm vụ Lê Chí Thành, sinh năm 1983 tại Vĩnh Phúc, chống người thi hành công vụ. Trước đó, Tòa án Nhân dân Thành phố Thủ Đức tuyên phạt Thành 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Sau đó, bị cáo Thành kháng cáo vì cho rằng mức án đã tuyên là quá nặng so với hành vi phạm tội của mình. Mới đây, tin từ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn về hành vi ngừng bán hàng nhưng không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Đơn vị bị xử phạt là cửa hàng xăng dầu Long Hiếu, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Lực Hồng, địa chỉ tại thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy. Trước đó, qua quá trình kiểm tra giám sát các cửa hàng, địa điểm kinh doanh xăng dầu hoạt động trên địa bàn tỉnh, đội quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình phát hiện cửa hàng xăng dầu Long Hiếu tự ý ngừng bán hàng, có dấu hiệu găm hàng chờ tăng giá. Đội quản lý thị trường số 2 đã tiến hành lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với cửa hàng xăng dầu Long Hiếu. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm Tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận Định. Thưa quý vị, hôm nay ngày 17 tháng 3, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành dự án chỉnh trang công viên Mê Linh và công viên Bến Bạch Đằng. Nhân dịp này, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cuộc trao đổi với ông Trần Hữu Phúc Tiến, người đã có những bài viết về lịch sử thành phố, trong đó có Bến Bạch Đằng. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa ông, lịch sử từng giai đoạn khác nhau định hình những hoạt động kinh tế xã hội khác nhau. Với thực tế hiện nay thì Bến Bạch Đằng cần mở rộng thêm những hoạt động kinh tế xã hội như thế nào ạ? Là cái mà cần phải làm rõ, phải khẳng định đây là không gian công cộng. Mọi người dân phải có quyền hưởng thụ. Không phải là cái công viên này của riêng ai, không phải là để kinh doanh theo cái nghĩa là một cái nhà thầu nào đó sẽ thầu hết tất cả những cái này và đưa ra những cái điều kiện là ai vào đây phải có cái gì đó mới vào được. Không, đây là một cái chỗ công cộng để cho mọi người hưởng thụ. Và trong một cái không gian như vậy thì chúng ta cũng không nên bó buộc ở trong cái chữ là công viên là cái vườn chung. Thì thật ra đó không thể áp dụng, ví dụ chúng ta không thể lấy cái vườn Tao Đàn, cái công viên Tao Đàn để áp vô đây được. Không thể lấy cái công viên Thống Nhất ở Hà Nội để áp vô đây. Ở đây là một cái điểm đặc biệt là công viên bờ sông. Và cái bờ sông này nếu mà tính từ cái chỗ mà công trường Mê Linh
cho đến cái cột cờ Thủ Ngữ thì nó chưa đến đầy một cây số nha. Dài thì nó cũng dài nhưng mà ngắn thì nó vẫn có một cái gì đó người ta chưa được cảm thấy đi hết được. Thì nếu như mà cái công viên này còn có thể mở rộng đến cái chân cầu Thủ Thiêm 2, và nếu như nó có thể thông được qua cái khu vực bến Nhà Rồng thì cái công viên này sẽ còn chạy dài. Thì tôi nghĩ là cái thiết kế đó là phải nghĩ đến là nên kéo dài được cái công viên này ra hơn, để người dân có thể đón được cái hình ảnh bờ sông, có thể đón được những cái làn gió rộng rãi như thế này. Và chúng ta nghĩ thì có thể là công viên này nếu nó thành ra được là 2 km hay hơn nữa thì rất là tốt. Và thứ ba, kế tiếp là gì? Chúng ta cũng không thể nghĩ là cái công viên này nó chỉ có một mình. Ở bên kia nó cũng sẽ có công viên. Nó phải có công viên chứ, nếu mà bên một rừng cáo mọc lên sát bờ sông như thế là rất là lãng phí. Và nếu như có một cái đăng đối hai bên bờ sông này thì rất là tuyệt vời. Còn lại những cái hoạt động diễn ra ở cái không gian này, tôi muốn dùng cái chữ là không gian. Thì tôi có thể nói đây là không gian văn hóa, nhưng chúng ta đừng quên là không có kinh tế. Mỗi người dân đến đây chụp một cái hình thôi, đó là đã đóng góp vào nền kinh tế của thành phố này đó. Nhá, họ phải sử dụng máy điện thoại di động, họ phải sử dụng máy ảnh. Nhá, họ phải mặc quần áo đẹp. Nhá, là cũng đã tạo ra một cái kích thích cái nhu cầu về kinh tế thưởng ngoạn mà. Rồi chưa kể là chúng ta còn có tàu thuyền, chúng ta phải có tàu thuyền, bởi vì nếu như ở đây là bờ sông mà không có tàu thuyền thì không đúng nghĩa nữa. Cái hình ảnh độc đáo của Sài Gòn là trên bến dưới thuyền. Ngày xưa có cái bài hát Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi đó của Y Vân đó, dừng chân trên bến. Cái câu mở đầu là dừng chân trên bến. Mà bây giờ nếu chúng ta chỉ toàn là đi xe hoặc là đi bộ đến cái bến này thì nó không đúng nghĩa cái của cái bến tàu. Do vậy theo tôi á, là phải duy trì cái hoạt động của tàu thuyền ở đây. Đầu tiên ở đây là hiện giờ đang có hai cái bến tàu, là cái water bus và cái thuyền đi cao tốc. Cái water bus là đi nội thị, đi từ đây lên Thủ Đức xa hơn. Còn cái tàu cao tốc Green Line đó thì nó đi Cần Giờ rồi đi Vũng Tàu và các tỉnh thành. Thì tôi cho rằng là nên duy trì những cái bến tàu như vậy. Và có thể sẽ thêm là những cái bến tàu water bus mai mốt nó đi qua Thủ Thiêm. Chúng ta hãy tưởng tượng, mặc dầu chúng ta dự kiến là nhiều cái con cầu qua Thủ Thiêm, nhưng mà bây giờ thành phố là lúc nào cũng có là mấy triệu cái xe gắn máy, mấy triệu cái xe hơi, thì cầu đường nào nó cũng đông nghẹt hết. Cho nên là phải đẩy mạnh cái gọi là giao thông đường thủy mà sử dụng cái bến sông này. Bởi vì ở đây chúng ta nghĩ coi, bước lên cái metro, chúng ta sẽ có một cái metro ở Ba Son, chúng ta có một cái metro ở Nhà Hát Lớn. Trong một cái khoảng cách đi bộ, người ta có thể đi đến cái bến tàu này, và người ở bến tàu này có thể đi xuống metro. Thế thì cái giao thông ở bên cái thành phố mới Thủ Đức đó, nếu mà có phương tiện cái water bus, cái phương tiện đi trên sông, thì nó sẽ góp phần là giải tỏa bớt được. Mà cái việc này thì ở Paris, ở Bangkok, ở nhiều cái thành phố mà có sông có biển đó là chuyện bình thường. Nó có cái giao thông đường thủy của nó. Rồi nơi đây nếu có những cái chuyến tàu vừa phải, không, chúng ta không thể đem tàu Viễn Dương vô đây đậu được nữa rồi. Nha. Có thể nó sẽ tàu Viễn Dương là có thể tàu khách lớn cruise thì có thể chỉ đậu ở bên bến Nhà Rồng thôi. Nha. Nhưng ở đây là những con tàu vừa phải để có thể xuất phát đi Cần Giờ, đi Vũng Tàu, đi Long An, đi Mỹ Tho, vân vân. Và đương nhiên là mình có hạn định. Nha. Và đó là tàu chở khách. Cái nhu cầu sinh hoạt bình thường mình cần phải đi nhanh. Còn những cái tàu mà về du lịch, có nghĩa là chỉ đi thưởng ngoạn thôi, thì có những cái con thuyền nhỏ nhỏ, những cái cano cho thuê du khách chiều đến, kể cả tại sao không làm đám cưới trên sông. Rồi có những cái nhà hàng nổi đi qua đi lại vào những cái giờ nhất định, thì tôi nghĩ hoàn toàn là một cái hình ảnh rất tốt. Xin cảm ơn cựu nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhận Định ngày hôm nay. Ở phần tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Ý kiến bạn đọc. Mời quý vị cùng theo dõi. Mẹ em là vận động viên cầu lông đó, để xem thế nào. Đủ mồ hôi, cơ thể mất nước và khoáng. Bạn đuối sức, hãy uống Active hương chanh muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Ông ơi, vô thay. Number one Active hương chanh muối, bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 16 tháng 3 mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 15 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can tạm giam Nguyễn Văn Phong,
17 tuổi, trú xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, về tội giết người. Đây là nội dung có trong bài viết bị đòi tiền bồi thường vì gây thương tích, thanh niên rút dao đâm chết nạn nhân. Bài viết này đã nhận được không ít bình luận của bạn đọc như mới 17 tuổi mà đã vậy, không chấp nhận được. Hay một bình luận khác chia sẻ rằng cho dù là 17 thì cũng phải xử theo pháp luật để răn đe. Chiều ngày 15 tháng 3, tổ công tác đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã xử phạt tổng cộng 11 triệu đồng vì tài xế lái xe quá tải trọng. Tài xế biện minh do xăng tăng giá nên chở quá tải để bù lỗ. Bài viết bị phạt 11 triệu, tước giấy phép lái xe vì chở quá tải để bù lỗ giá xăng được đăng tải trên fanpage của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận được một số ý kiến bạn đọc như sai phạm thật nhưng cũng thật đáng thương, hay dù gì cũng phải tuân thủ, không thể vì xăng mà làm càn. Quý vị thân mến, chương trình Nóng hôm nay ngày 17 tháng 3 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực No. 1 XT hương chanh muối. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.